cuộc sống của chúng ta là một hành trình, luôn có những cơ hội để tiến bước xa hơn. Với nỗ lực vì những điều tốt đẹp hơn, chúng ta đã đi tiên phong vượt qua mọi rào cản, biến niềm tin thành những điều có thể, vượt qua mọi giới hạn, mang tinh hoa vào cuộc sống. Bởi lẽ, chỉ khi bạn dám vượt lên, bạn mới biết mình có thể tiến xa như thế nào.